Thời giờ chẳng còn xa lâu nữa. Làm thanh sĩ có nói, tử thế chẳng còn xa lâu nữa. Nào thiên tai, nào lũ yêu tinh, đầy đường chật nẻo đáng kinh. Chúng sinh vì nó bỏ mình làm À, dạ tranh. thưa ông Sáu, như hồi Tết tới giờ là đầu năm tới giờ là cái thế giới này nó biến động dữ lắm không Sáu? À, thưa ông Sáu, như là Đức Thầy nói là liếc nhìn thế giới cao qua ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường, như vậy thì nó có hợp với câu Đức Thầy đã nói không Sáu? Tiên tri dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay được đệ ở huyện Chợ Mới lên để gặp gỡ tôi trao đổi về giáo lý giảng kệ. Thì mình đã có nói hết trơn, việc tiên cơ cùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao lý. Tường là thấy rõ ràng trước mắt đó, chứ đâu có gì xa vời. Mọi người ai ai cũng đều biết, đều nghe, đều thấy. Là câu lúc xưa thầy nói, trước lúc đó chưa có máy móc, chưa có là khoa học văn minh hiện đại, làm gì mà thấy được thế giới. Thế cho nên Đức Thầy viết trong giảng là mắt nhìn ngoại gất, ngoại quốc thảm thê, Nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Bên tai là mình đã nghe, cái lỗ tai dùng để nghe, nghe coi sự biến động, sự thay đổi, sự diễn tiến của cái thế cuộc như thế nào. Mình cố gắng lo trau sửa, lo làm hiền lương thì mới mong còn. Thì thầy đã cho mình biết rõ rệt là cứu lương hiền, làm thế nào đúng người lương hiền hay hiền lương. Chẳng cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác mới đến sau tiêu diệt. Tiêu diệt thì đâu còn mong gì nữa rồi, kể như cái hạt giống của mình đó hủy diệt rồi, không còn cho giữ cái giống đó nữa. Cái giống đó bất thiện quá rồi, hung trùng quá rồi, thì chọn lựa lại cái giống tốt, giống của mình, giống hiền. Xưa bây giờ mới tỉa, mới có gieo cái giống lại, duy trì cái giống giúp chờ ngày bông trổ thơm tho. Tuy ngày nay chưa được ấm no, sao được dựa nơi non nhược thủy. Thì thầy nói cho mình dầu nhiều dầu ít gì cũng hiểu biết, dốt nát hay ăn học, dẫu cho người dốt nát cũng nghe. Thầy nói là bên tai mình, trước mắt mình, chứ đâu có nói xa vời. Kể từ nay nói chuyện chiều mơ, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cái nón của ai Nói cái đó dường như hơi dính qua thời cuộc. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Thì nói bên kia của ông thanh sĩ là qua thế giới sắp tàn mai mốt, mình muốn mong còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay sẽ làm mãn số nhân loại, nhắn thêm nó đâu kéo dài được. Rõ ràng vậy đó, càng giết với nhau giết giết tiêu thành cái bãi tha ma. Nên thuận hòa với nhau thì cái gì cũng được thành công, cũng được thành đạt trong cái cuộc sống của mình. Mọi người, mọi chủng tộc, nói chung là khắp cả chúng sanh trên thế giới, các chủng tộc cũng đồng với nhau. Mình nên nghĩ rằng là cũng một cha, cha Ngọc Hoàng Thượng Đế đã đưa cái giống dân xuống hạ giới để tu sửa lại, trở về ngôi xưa cảnh cũ, đã bỏ nhà ra đi rồi, biết bao nhiêu kiếp rồi, chứ đâu phải mới đây đâu, vô lượng kiếp. Đức Phật nói nghe qua ghê gớm lắm, rùng rợn lắm. Khó may lắm, phải ráng về cho tới. Phật đang ngóng mẹ cha đang đợi, để kịp kỳ Phật lập hội tràng, được ghi tên son tại bảng vàng, quý quá sánh hàng ngàn của thế. Của thế là vàng ngọc đâu có đổi được. Cái lời thầy dạy Châu Ngọc, lời Châu Ngọc khuyên ai để dạ, nhắc cho mình nhớ lời của thầy nói, lời vàng, lời Châu Ngọc chứ không phải lời thường, lời của Phật Thánh Tiên. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh chứ chẳng phải lời nói của phàm. Quý vị đừng nghĩ rằng giảng kệ thầy nói thiên kinh vạn quyển đâu, toàn là những lời Phật Thánh không à. Ai nấy cũng đều học, đều nghe và đều biết.
nói rõ rệt như vậy cho mình được tin tưởng, được là tôn kính, được trân trọng và coi cái đó là quý báu chưa từng nghe. Bởi vì thời mạt à, nguyên mạt kiếp này rồi, mạt pháp rồi đó, coi thường là giảng kinh của Phật Thánh Tiên đó. Chứ thời trước mà Thế Tôn đó là mỗi khi muốn cầu đạo nghe pháp rồi, đâu phải lôi thôi đơn giản mà ngài nói pháp cho nghe, nói được là nghe, được là chứng đắc giải thoát hết trơn. Hôm nay thầy dạy mình được nghe thì mặc dù chưa chứng hiện tiền, nhưng mà có được cái danh mục là ghi tên trong cái bản Liên Trì hay cái Hội Long Hoa đó, được ghi tên son tại bản vàng đó, là mình đã trở lại cái sự đạo đức quy ngưỡng với thầy, với có tôn giáo thì phải thực hành chánh đạo, không thần quyền phải tạo hiếu trung, ở ăn đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chung vào lờ đó. Mình không vô thần đi nữa cũng phải phải có cái hiếu trung, đó là bổn phận làm con người, mình biết rõ điều đó và công nhận điều đó nên phải đáng làm, chứ đừng có phụ phàng cái công ơn sanh thành rồi trọng đại của tổ tiên là trong tứ đại trọng ân đó. Nó trùm bao cả thế giới luôn đó. Cái ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại đó là đền đáp xong. Thầy mình có nói một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lạc từ phong thần bản ghi. Câu quân lý tứ ân chạm dạ, nếu chẳng gìn phải đọa đường thang. Nói nhắc tới nhắc lui cho mình cố gắng gìn giữ trong bốn trọng ân, phải đáp đền cho trọn vẹn. Một ngày kia không có hổ phận là mình người đã hiểu biết, có tôn giáo, có theo đạo đức, biết hiểu vâng lời thầy tổ, vâng lời Phật thánh hiền dạy, thì ai cũng phải ráng xét mình, nhắc tới nhắc lui xét mình là dạng lọc lừa lại. Nếu còn tánh xấu, tánh xấu đó đâu phải tánh xấu gì xa, tánh phàm không à, còn tánh của Phật tiên thánh thần hay người xưa cũng đều có tánh tốt hết. Bởi người xưa tuy ít chữ nôm na, thầy viết trong giảng mình học đó, cái chân chất người ta ngay thẳng, đâu đó ngay thẳng, chánh đáng đàng hoàng, đúng đắn, không có sai lệch điều nào hết trơn, chuẩn mực khi ăn khi nói khi hành động, thì đối xử với nhau đều lấy cái chỗ đạo đức để mà trao đổi gần gũi mới dung hòa được. Đã học mà không có hành là không đem ra áp dụng thì coi như là không hành, thì đâu có kết quả, đi ngược lại với lời thầy dạy nữa, thầy chỉ đường này mà mình đi đường khác, gọi là đi ngược lại. Có khi mình đi ngược lại mà không hay, bởi người ta mặc dầu trên hình thức ta ăn mặc cái kiểu cách mà thầy đã cho một khuôn mẫu, một ăn ở hiền lương đúng đắn, nhân từ đức hạnh, trong sạch ngay thẳng, thì mấy cái điều đó mình phải cần biết rành và hiểu rõ mình mới áp dụng trong cái cuộc sống, trong cái đời sống của mình, trao đổi rất thường, mình cư xử còn sinh nhai sinh hoạt trong cái khuôn khổ của đạo nhân, còn làm công này việc nọ. Thành ra nhờ cái chỗ mình hiểu đạo đức, mình đối xử không có gì đến quá đáng nông nổi, lấy cái khuôn mẫu của đạo đức của Phật, của tổ, của thầy, của thánh hiền dạy thì làm chắc chắn là sẽ đúng, chứ không bao giờ lệch. Các ngài dẫn đường chỉ lối cho mình đi, điên chỉ rõ đường đi nước bước, chỉ trên chỗ nào quanh co gút mắt hay khó khăn thế mấy cũng phải vượt qua hết. Khôn tức là biết, còn người không biết tức là còn nằm cái chỗ là đức thầy cho gọi là
vô minh nó dày đặc không có dẹt phá được, phải dùng cái gươm trí huệ. Gươm trí huệ là dùng cái lý trí đạo đức để mà chặt đứt những cái cội rễ nó đang sinh sôi nảy nở trong cái tâm thức của mình. Mình không chú ý trong cái việc đó thì hờ hững trong có thể trong tích tắc giây lát là sai cái sự thật, gọi là có dùng cái tà kiến chứ chưa được chánh kiến. Vì thầy mới nói cho mình ghi nhớ những điều đặc điểm nào đó. Thứ nhất, chánh kiến diệt chi xem nhìn, luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi xét đoán sở tinh mới là. Trong tám điều chánh đó thầy, thứ ba mới tư duy bằng ai, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường, ta đừng nên theo kẻ bất lương, học con xảo để lừa đồng loại. Thì mình ăn ở nghe thẳng chân thật, đâu có lừa dối ai đâu, mình giúp cho không hết có đâu mà ăn chặn ăn chẹt gian manh trong đó xảo trá đó. Những mấy điều đó là ai nấy cũng đều nhiều ít thì cũng nhất định là phải biết hết, cho đến đứa trẻ nó thấp là 10 tuổi cũng có biết biết cái chỗ tốt xấu, cái chỗ là tuổi đã trưởng thành rồi thì sống cuộc đời để gia chạm biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời kỳ. Đã từng trải là gia chạm thì mình rút cái từ chỗ kinh nghiệm. Chứ trên đời thì Đức Phật Thánh cũng nói nhân vô thập toàn, đâu có ai trọn vẹn hết, tốt đẹp hết. Nhưng mà người ta được ở cái chỗ là 10 điều người ta sai phạm một với hai, còn 10 điều mình hết 8 rồi, hết 9 rồi. Chỉ có một điều tốt thôi. Thì thần tử không tiến kịp bằng ta, lòng đạo mình cũng vậy. Đâu có chẳng nói xa vời. Vậy thưa ông Sáu ơi, cho con hỏi thêm là Đức Thầy nói là cuộc biến động nay mai nguy ngập, có hội này ráng lập thân danh như vậy một thì... hội này dạ. Một hội này ráng lập thân danh là nói như thế nào ông Sáu? Kìa kìa các bậc công khanh, miễu son tạc để đành rành chẳng sai, hỏi ai kẻ học hay lo liệu đó. Cái công danh phú quý đó người ta đã vượt ra khỏi rồi. Quý vị nên nhớ rằng ta sống trong cái chức phận giàu có danh vọng sản nghiệp lớn, ta cũng ăn cũng làm cũng giao tiếp mọi người, nhưng mà ta không bị nó chủ động đó. Lập thân danh tuần trải nơi nơi thì mình với người ta cũng đồng thời là tình đồng đạo nhau hay đồng bào nói rộng, nhưng mà ta không kẹt trong danh lợi, trong vật chất, không bị lệ thuộc, không bị nó xúi dục, không bị nó câu nhử, không bị nó lợi dụng. Ta biết ta mới tránh xa, biết đúng biết sai, biết dinh biết nhục, cái đó là cái biết. Còn mình biết đó mà không làm đúng theo đó thì kể như cái sự biết mình chưa có, nói rõ gì đó. Thầy cũng vậy, không có nói gì xa vời. Cái tánh đó là cái tánh gì? Tánh thàm. Nhưng lúc thầy ở Bạc Liêu đó, những bậc là kêu bằng học giả quyên thâm nó tài ba lỗ lạc đó, bây giờ không nói dài dòng. Bây giờ ông thầy Tương nói cái tánh nào tánh phàm, tánh chúng sanh, tánh nào là tánh Phật cho tôi biết, không nói dài dòng thì thầy giải đó. Những cái điều nói nãy giờ sơ lược qua đó, đó là cái tánh phàm, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân, xúi dục mình cái chuyện làm tội lỗi, cái chuyện làm sai phạm. Cái việc làm không có đúng đắn, nó đi ngược lại cái tôn chỉ, cái giáo điều, cái quy luật của nhà Phật. Mình lấy cái đó làm cái khuôn mẫu, cái kim chỉ nam, dẫn đường đi nước bước cho mình, khỏi bị sai lệch. Chứ đâu có cái gì xa vời, gắn gọn như thôi.
Bỏ tánh phàm tức trở nên ngay. Cái tánh phàm mà sao tánh phận sao mới biết. Tánh phàm thì nó xúi dục mình đủ cách này cách nọ, tánh Phật buông xả hết trơn. Buông đâu phải là bỏ, đâu phải xa lìa, nhưng ở trong cái cảnh mà không bị cảnh chủ động mình, nó còn cũng được, mất cũng được, đúng cũng được, sai cũng được, nói rõ vậy đó, mới giữ cái tâm được thanh tịnh, bình định được, an nhiên được. Tối ngày là nằm trong cái thất tình lục dục đó, mừng giận yêu thương ưa ghét muốn hoài, coi coi nó xây vòng như vòng có nhiêu à, không thể nào thoát ly ra được. Mà sao thoát ly được? Một khi nó đến là ta biết, biết mặt nó rõ ràng, biết kẻ đó là kẻ giặc. Ví dụ như người chủ và khách, ông khách lại đây một lát cái quên rồi, tôi là ông khách mà ông là chủ, lộn xộn tới lui xáo trộn hoài, mình mới biết mình là chủ. Chủ là chủ cái bản thể, cái tâm thức của mình đó, là ông chủ nhà, gọi là cái tâm dương, hay là gọi là nhiều cái danh từ trong lắm. Chủ nhân ông, chúa tâm dương. Chủ nó là đời mình hạnh phúc, nó làm chủ mình thì mất tự do. Bởi vì dưới sự sai khiến của nó, xúi dục của nó, mình không làm chủ nó được. Là gia đình có một con chủ, cái thân người thì có một cái tâm, chứ đâu có nhiều cái tâm. Tâm Phật, tâm Thánh, tâm Tiên thì cũng một cái tâm, vạn vật cũng do tâm tạo. Việc lớn lao bằng núi bằng thành, đến nhỏ nhất như kim như chỉ, tất cả đều do tâm suy nghĩ, rồi mới sanh ra các sự nọ kia. Mà thấy được tâm, biết rõ rồi, rồi gặp chủ nhân ông rồi, như khóa gặp chìa, mà mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đậy, cũng ráng làm cho thấy bổn tâm. Bổn tâm vô nhất vật, cái tâm không có một vật nào trong đó hết trơn, gọi là cái tâm không. Cũng như mọi người cũng ăn uống đi đứng việc này việc nọ, mình xét lại coi cơ sở mình bao nhiêu. Những cái bậc là hồi lúc mà thầy còn chưa vắng mặt đó, thì những cái bậc cao đồ, những cái hàng là dương giả, những cái nhà giàu có đường chủ rồi, cảm nhận được rồi ta tự bỏ. Bỏ không phải là đi đâu hay tránh xa trốn gì, người ta ở đó, người ta làm chủ nó được, không bị lệ thuộc, không bị sai khiến. Đã có người làm được rồi, quý vị đừng có gọi là hoang mang đó. Không có ai làm được, có người làm được chứ chẳng phải không. Vậy cho nên thầy được công nhận là mình đứng về hàng gọi là đệ tử, chứ chẳng phải cái dạng là tín đồ hay là bổn đạo, mới có gia nhập đạo mà chưa chính thức là mình gọi là danh từ là đệ tử, hứa với Phật hằng ngày đã nguyện quy rồi, xá tội cho đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh, giải đắc đạo quả. Mọi vật mọi sự không lệ thuộc nó, gọi là tịnh sự, không sự gì nó lấn chiếm mình hết trơn, nó sai khiến mình, xúi dục mình. Đó thì rõ rệt những cái lời tôi đã trình bày đóng góp với quý vị đó, tất cả khắp nơi. Mong rằng những cái lời lẽ tôi nói đây là do phát xuất từ ở trong giáo lý của thầy, trong giảng kệ thi bài, chứ chẳng có ngoài ra. Dạ, con hỏi thêm một cháu là thầy nói là tà quái hạ quân gây ác kiến. Như vậy thì tà quái hạ quân gây ác kiến là nó như thế nào? Nó gọi là tà quái gây ác kiến là sao? Nó nằm về cái dạng gọi là không có chánh, nó tranh đấu không có chánh nghĩa, không có chánh thể. Cái người chánh là không có tranh đấu cho cái gọi là cái tư lợi, cho dân tộc mình, cho đất nước mình, cho đồng bào mình, cho chủng tộc mình. Vì vậy cho nên là tôi nhớ không lầm đó là Đức Thầy nói về cái mục gọi là tứ ân, đất nước, đồng bào.
không có một lý do gì chánh đáng vì mình hay vì đồng bào mình mà gây tai hại cho các dân tộc khác, đó là chánh lý. Đâu có giết ai, đâu có lấn chiếm ai, đâu có xâm phạm ai. Như vậy cho nên là mới phân tích rõ rệt như vậy đó. Cái tâm tà nó mới khởi khiến cái sự tranh cạnh danh lợi, đeo câu danh lợi thì lấp đường nghĩa nhân. Mình có người có nghĩa trong con người, có lòng nhân thì không bao giờ mà bảo thủ gìn giữ, có cái nghĩa không bao giờ xâm phạm ai hết trơn, lấn lướt ai hết, đó là con người có nghĩa. Thế cho nên Đức Thầy cũng nhắc lại là trời con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt làng về ngôi. Thầy hứa vậy, làm đúng vậy đi, thầy sẽ dắt về có ngôi vị, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cũng có nhiều nước người ta cũng làm được. Thế cho nên trong cái thời kỳ mà xã hội Thượng Nguyên Thánh Đức cũng có còn, thế giới nào đúng đều có còn hết. Những người biết cái nhân nghĩa, người ta tranh đấu. Tôi cũng mang gươm vác súng mà ý nghĩ của tôi không bao giờ muốn lấn nước ai, muốn xâm phạm ai, muốn giết chóc ai hết. Cái tư tưởng ta như thế đó, cái sự bắt buộc sống trong cái khuôn khổ, trong cái lĩnh vực của một đất nước, của một dân tộc, chứ đâu phải là tiêu diệt hết đâu. Còn ngày sau 18 nước, nước nào cũng đều còn mới thành lập ở xã hội, chọn lựa những người là cái tâm chánh, tâm từ thiện, nhân từ, từ bi, tình bác ái, gọi là cái nghĩa của hai chữ bác ái đó. Thì tôi cũng có đọc qua là từ bi đối bắc nam vẫn một, bác ái thì không phân biệt màu da. Nó cái từ dịch ra xa rộng vậy đó, coi nhau như thể ruột rà, khổ thì lo giúp, vui là lo chia, đâu có tranh đấu gì đâu. Lúc nào cũng tràn tề tha thứ, dùng từ ngôn giải chỉ lẫn nhau, vậy mới phải. Con người hiểu đạo, biết đạo, hành đạo, từ đó ra những đồng đạo mình, quý vị nam nữ cũng vậy đó, cần nhận thức cho rõ rệt chỉ là áp dụng trong cái đời sống, bước đường tu hành của mình. Tin chắc chắn là sẽ được, thầy được chấm điểm cho con người đó, mới trên đài cao gọi các linh hồn. Cái linh hồn đó mới còn xài, còn sử dụng. Còn linh hồn mà gọi là tà quái đó, nguồn gây ác chiến, nó nằm trong cái dạng của tam thiên lục bá, kẻ đó nó không muốn hòa nhập với ai hết trơn, không muốn thuận thảo hết trơn, muốn tranh cạnh giành quyền lợi riêng tư của nó thôi. Mà thành phần nó cũng nằm trong cái dạng là của ma dương đó. Bởi vì ma dương là trước mặt Phật thề nguyện với Thế Tôn là qua thời mạt pháp bây giờ, thời này quyết là làm tín đồ của ngài, rồi trở lại phá đạo ngài, đứng ngoài đâu có phá được. Cũng như ông ba có nói câu dòi trong xương, trong xương mình đục gân quá ngặt, đóng trong nhà mới sanh giặc cà bư. Nói cho mình hiểu tường tận. Thầy nói thêm nữa câu này đáng lo quý vị, là cũng bung sao lại khuấy bung, một bầy ngơ ngác cội tùng còn xa. Ngày thầy trở về như là bóng tùng phủ tre đó, mà bung này là ai đồng đạo thôi. Tôi nhớ ông bà già nói là cái cây bung, cái trái nó như trái bún mường tượng giống hệt, mà gió lắc qua lắc lại rồi bắt đầu đập đập riết, rồi còn cái sơ cái cùi không, không còn thịt. Nó đồng đạo mình bây giờ xin phép để mà trao đổi nhắc nhở quý vị, nếu đã nghe thầy nói giác vậy đó, đồng đạo với nhau mà nghịch lẫn chống bán với nhau, gây gỗ với nhau là cũng như hai trái bung đập đập riết, rồi còn cái cùi cái sơ không, không có được cái gì hết trơn. Một bầy ngơ ngác cội tùng còn xa, vậy là mình giết mình thôi, mình giết mình đó chứ ai. Rồi tại vì không ngơ ngác, không có vô được, không có gần được. Đến chừng đó là bởi vì Đức Thầy dặn trước, nói để tiêu biểu. Là ông Út có kể tôi nghe là mấy cái cây dừa cao
cây dừa đó tính tuổi đời cả trăm năm rồi, thời ông bà trước, thời cha đứa ông, bây giờ đã đốn hết sạch rồi. Thì tôi có nghe tin cô Năm cũng đâu có biết chuyện đó, thầy dặn múc, thế cho nên cô Năm lại tam bảo sám hối con vô tình chẳng phải cố ý, để dặn dò là cái nói để tiêu biểu cái sự cái lý, là gọi là đập đầu vô gốc dừa là dừa chết. Bởi vì bấy lâu nay mình nghĩ rằng thầy không trở về, thầy không mình không gặp mặt thầy, làm gì có cái sự đến nỗi đập đầu vô gốc dừa, dừa chết, chẳng nghe lời thầy, chẳng nghe lời Phật, chẳng hành đạo, làm liều lĩnh rồi có thời gian lâu xa quá rồi mình trở lại mình chảnh mãn nó, bởi vì trông chờ rồi mỏi mòn, rồi gánh xa thì nặng, gánh là buông, buông tức là bỏ đạo, phá giới phạm trai, lọc lừa. Chuyện này thầy cho biết, nói cũng nhiều đồng đạo nói với bà Út đức bà nữa, tôi vắng mặt kỳ này để thử lòng bổn đạo, thử có ai siêu ai ngã rồi ai bền. Cái siêu là nghiêng, còn cái ngã là tróc gốc hẳn rồi, còn kẻ bền là đứng vững hoài dù tình thế đổi thay, thời cuộc thế mấy nữa tấm lòng nhân chẳng đổi, một mực kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm lúc chuyện non hài, mới biết rõ vàng thao lẫn lộn bây giờ nè, thời kỳ này. Bây giờ bạc lộn với chì nữa, sao lục lợi với tỳ cũng chê, bớ dân chứ có say mê, trung lương chánh trực giữa cày đài mây. À, câu chuyện này Đức Thầy mới nói với bà Út, nói thầy kể sự, thầy nói cái hột gạo nằm trên sàn nha bà Út, mà nó khờn chút là không có xài, cái hột tắm nó lọt dưới, ý nghĩa cao và thấp. Những hạng tu cao, hành đạo cao, những cái bậc cao đồ à, mà không giữ vững được thì khờn rồi, khờn mẻ rồi, dứt tỳ rồi cũng chê, lựa gạo cội không à, lọc lừa gạo cội như son đỏ điều đó. Những cái lời mà thầy nói, thầy Phật nói, rồi ông ba nhắc, sàn với dần, bây giờ đang sàn nè, rồi còn dần lại nữa, mới có sàn, cái sơ là quý vị cô bác anh chị lớn ông bà đó, cái sàn nó thưa, chỉ còn hột thóc, hột gạo, tắm lọt xuống dưới, rồi dần lại cái nữa là tắm, tắm mặn đó, nghi ti ti nó mới lọt chứ, gạn lại cái đợt tắm đó nữa thì tắm lớn nó cũng còn. Trải qua bao thời kỳ bao thế hệ thì cái mức ăn thua đã gần rồi đó, mình hãy kiên chí, hãy vững bước, dầu không tiến nhanh tiến mạnh cũng phải là cắm sào trì chí một bề lo tu, một ngày trông đợi thầy về phân xử, giữ đạo chờ thầy. Thì ai nấy cũng đều biết, chẳng nói cao xa, chẳng nói dông dài, thì biết biết mình có được hay không thì mình biết, tự kiểm điểm so việc làm mình được hay chưa, sự đáng chừa khó mấy cũng chừa, bởi vì nằm trong cái quy giới, trong tám điều ăn cấm, trong giáo luật giáo điều có cái quy củ khuôn khổ mình biết. Mấy quý vị nhắc lại cái nữa đó, biết mình làm trật, làm trúng, làm đúng, làm sai mình biết hết rồi, tại mình lướt qua kêu bằng mình coi thường, chắc có lẽ Phật thần thầy tổ không biết, mình với Phật với thần với thầy không cách biệt, sát như mặt với trái vậy đó. Tại quý vị không thấy xa chứ, thầy đã nói rồi, những bậc đã người ta đi đã từng du với các bậc chư thần đó, thì ông này ông gọi là cậu Năm Hưng ở xã Hiệp Sương, tôi có đến diện kiến cậu Năm. Cậu Năm nói tao đi chư thần, mặc dù người này tu dối nhưng mà một khi lễ lại ra bằng thông thiên rồi là chư thần khoát tay bị dừng lại. Ông đó đang lại ngay cái hướng đó,
dừng lại rồi khi đi qua rồi chư thần cho biết đó, giả tu tới giờ tưởng rằng thần thánh không thấy, lấy cái chàng buộc ngang dây rồi hương thì cấm có một tay, chư thần gọi là đạo thọt đó, có một tay thọt xuống cái lư hương, còn mình dân cung kính cúi đầu lễ bái nó được phước, còn người này là càng cúng lại càng có tội, ngạo nghễ khinh thường Phật thần, không biết không hiểu mình, thì đó là mình kinh lời sợ lắm. Trong bây giờ phút nghiêm chỉnh đó phải tha thiết khẩn cầu nguyện giới thành kính thì chư thần ghi được phước, hàng ngày gì kết nạp lại đó. Trong bây giờ cũng như là học sinh ở khóa trường vậy, học trò này đâu có liêu lỏng, bài vở rồi hạch hạnh nết hạnh kiểm hạnh đức cố gắng nghiêm nhặt túc liễm thì đã được tốt được đẹp, thì ghi đầy đủ cho mình trên đài cao gọi các linh hồn xử phân, ở đây dân lệnh Phật tôn lãnh cân thưởng phạt chư môn giữ lành, nói đã hết rồi còn thiếu sót chỗ nào thầy dạy mình từ chân tóc rồi kẻ răng. Vì vậy cho nên buộc lòng tôi phải nhắc nhở và trao đổi huynh đệ, chứ chẳng phải dám mà đứng ra mà dạy ai, bởi vì bỏ đạo cũng như là mình trồng cái vườn kiểng bụi héo bụi khô, mà tưới vô tưới bằng gì phải đem nước mắt tưới vô cho đỡ cành. Thân sĩ nói phần ta đạo lý chưa rành, trên đời ông nói ví dụ một cái loại cây dễ trồng nhất trên đời mà một ngày trồng 10 ngày phơi nắng có được sống hay chăng, chắc hẳn là không bao giờ sống. Thì cái đạo tu cũng như thế, quy với Phật với thầy rồi là một ngày công phu niệm Phật lễ bái 10 ngày bỏ trôi. Rất tiếc ta thấy người ấy bỏ công phu. Công phu là lễ bái đã chiêm ngưỡng trời Phật thầy tổ. Ta rất tiếc hơn châu ngọc mất, được làm người và được theo đạo Phật, ấy là người hữu đức và hữu duyên. Chứ đâu phải mà đức thầy tự nhiên mà lâm phàm cứu thế, muốn xuống chừng nào xuống đâu. Xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vị thầy xuống đây. Cách 1000 năm thời mà bậc tiền người bác thời Đức Cục Tổ thì nhắc cho mình biết gọi lại từ ngàn xưa thời Đức Cục Tổ bậc tiền người bác đó, Phật pháp gài than nên ít trẻ tu hành đắc đạo. Và gần đây thì nói thêm cái nữa, cửa tiên bang hãy còn khóa cổng, chờ tới ngày phân xử dạy dỗ cho đầy đủ rồi phân xử rồi định cái định ngôi phân thứ, cái danh phận của người tín đồ làm tròn, thì đến ngày có mặt Long Hoa đại hội đó, thì thầy dục thúc phải trở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, làm người hiền nhân như thế nào là thầy giới thiệu cho mình khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh sách thánh hiền dạy đạo làm người, học sách của Khổng Tử và Mạnh Tử mới biết cái điều luật quy cách ăn ở hiền lương thì đúng mới được làm người xứng danh là hiền nhân. Có một đoạn văn thầy viết trong bài cảnh tỉnh, thầy nói vàng cách lửa, vàng nào cũng thiệt, đúc vô lò mới biết sắc gì. Cái lò bây giờ nó luyện coi vàng đúng nước đúng chữ rồi là lửa càng cao chừng nào, nung chừng nào vàng thì không bao giờ thay đổi cái cách. Vàng thì trước cũng như sau, chì thao thì lại sắc màu đổi luôn. Chứ thầy đâu có giấu. Thầy nói tôi đưa một bài thuốc thời kỳ này là uống vô rồi là ban nào trổ ban nấy. Nói vậy quý vị hiểu rồi. Nhắc lại lời thầy nói với những bậc cao đồ trước, không còn gì nói khác hơn.
là cái hột giống đã yếu rồi. Thầy nói với ông Bảy, ông làm ruộng lúa mùa mà ông thấy không, đồng thời xạ một bữa một, nhưng mà sao cái giống mạnh lên trước, giống yếu lên sau, rồi giống không có gây cái duyên cái căn với Phật với thầy rồi là chết luôn. Ngày giờ này được bao nhiêu người tỉnh ngộ nhận thức cuộc đời, họ vẫn nằm trong danh lợi sai xưa, lo cho bản thân, cho gia đình, bảo thủ cá nhân cho dòng họ, không có nghĩ đến đồng bào, đồng đảo mình đang đói khổ, thiếu hụt, dù nhiều dù ít cũng phải chia sớt với nhau. Là gọi là mình đáp đền ơn thầy bằng cách dạy, làm những phát cái tâm từ thiện xã hội, nuôi dưỡng. Thì thầy cũng nuôi dưỡng 2 triệu tín đồ từ ngày thầy lập đạo, chịu ăn tiết nằm xương, chịu cay đắng, chịu xa gia đình, xa quê hương cha mẹ, đau khổ cách nào thầy cũng vẫn cam chịu hết trơn. Vì vậy một khi đọc lại giảng thầy rưng rưng nước mắt. Không, thầy dạy dỗ kỳ này là muôn triệu năm nữa đâu có cái chu kỳ hậu ân này, được phải mau tiếc cho mình đã được hữu duyên được thầy gặp Phật, gặp thầy tại thế dạy dỗ chỉ dẫn, mà thầy đã viết giảng ra quý vị đọc coi, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần. Mấy lần là sao? Thời Phật thầy Tây An nè, Đức Bổn Sư nè, Đức Phật Trầm, tới Đức Thầy mình nữa. Biết mấy lần không mà, nào ai có tỉnh tâm truyền đạo. Cái đạo là nó cao quý, nó hạnh phúc cho cuộc đời, cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Nếu biết đạo hết thì Phật chẳng làm phàm làm chi. Ai nấy cũng có cái tâm Phật, tánh Phật, có cái lòng hiền lương như vậy hết. Ăn ở theo một mực một chỉ đó, đoàn kết, thuận thảo, hòa nhã với nhau, tương trợ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nội cái đó là thấy mình cũng nhích hơn đồng đạo mình rồi. Mình biết lo cho đồng bào, cho xã hội đồng đạo, chia sớt, chia ngọt rẻ bùi, khổ thì lo giúp, vui là lo chia, được hưởng cái gì đó gọi là cái hạnh phúc để chia sẻ trao đổi cùng quý vị. Thời giờ chẳng còn xa lâu nữa, là ông Thanh Sĩ có nói tự thế chẳng còn xa lâu nữa, nào thiên tai, nào lũ yêu tinh, đầy đường chật nẻo đáng kinh, chúng sinh vì nó bỏ mình lần kha. Nhắc tới nhắc lui cho mình lo sợ, cố gắng trao sửa hành đạo công phu xuyên suốt như vậy, thì bởi câu nói năm dài chịu nổi, tháng vắng chịu nổi sao. Thời gian trôi qua là giải phóng đến đây là 48 năm tròn, để đúc vô cái lò rèn luyện cho chui rèn. Khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, chui rèn mấy chục năm rồi, đúng nước của nó rồi, là không mẻ, không khờn, không díu. Là nói về chui là rèn chui, thầy nhắc cái sự với cái lý luôn, sẵn 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 như vậy là chính thức là mình đã thành đạt trong cái bước đường mình cho bước, biết được chút ít về giáo lý giảng kệ kinh lực giáo pháp nhà Phật. Thì sờ sờ mọi người đồng đạo chúng ta ai cũng đều có cái giáo lý giảng kệ hết trơn rồi, coi theo đó mà hành xử. Giảng 4 cuốn cho ngơ dạ đọc, đọc tới đọc lui rồi mới có sáng lý, mới hiểu rõ.
cũng câu đó mình đọc, hôm nay mình đọc về mơi đọc khác, năm tới đọc khác nữa. Mình cái nghĩa một người một sâu sâu gọi là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, Phật pháp thì vô biên, không có cạn không cùng. Hiểu đạo là điều cao quý, chẳng có cái gì cao quý hơn. Biết đạo mỗi ngày qua là mất hết một ngày, nó trễ một phút thì khốn nghèo một phút. Bóng âm dương là trời trăng đó, dùng dục bay qua, nạn tay chết chóc xảy ra, trong tâm hoảng hốt khó mà nhớ tu. Chứ đừng nói rằng đến đó ai chết tôi cũng chết, có cái chuyện gì đâu phải lo phải sợ, phải cố gắng chi cho mệt. Nhiều người trả lời vậy, tôi nói thôi, chứ người biết lo khác, người không biết lo khác, quanh năm cứ lo ăn rồi ngủ rồi chết, vậy là cuộc đời được có cái gì đâu. Trụ lỗi như cũ nưa không có gì hết, dù nhiều dối chỉ có cái đạo đức, hiểu biết đạo đức, hành xử đạo đức, điều đó là cao quý tốt đẹp nhất của cái kiếp sống con người mình đây, cũng là đền trả cái ơn mình đã mang nặng rồi. Sinh ra lớn lên rồi phải chịu, càng lớn thêm bao nhiêu sự nhờ nhõi, càng tuân tự thêm nhiều chuyện đấy. Theo riêng tôi cảm nhận vậy đó. Vì thế cho nên phải hòa nhập với xã hội cộng đồng, làm những việc từ thiện phước đức để đền trả mình cái thọ cái ơn đó. Tứ ân đã trả thì chẳng còn tội căn, báo đáp tứ ân cho trọn vẹn, đừng lập đời không thẹn tấm thân. Được các cái sau này là cái thế hệ, cái thời kỳ nữa là muốn xem được hội Long Đình, dân phải ráng sửa mình cho trơn. Mấy lời dẫn bảo đinh ninh gắn ghi chạm dạ Long Đình được xem. Nhiều cuộc hội trọng lắm mà thầy nhắc lại đó cho mình nhớ đó. Phiên sanh chúng gần xa phân cạn, dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba. Phật thánh tiên kềm chế lập thành. Vì vậy cho nên nghe coi cao đại giáo ha, bên đạo Phật là Thiên Chúa giáo ta cũng dạy làm lành hướng thiện. Không biết thì thôi, biết đạo thì phải tin tưởng trời Phật. Công giáo thì ta thờ Đức Chúa đó, đi nghe lời giảng của Chúa nhắc làm sao. Phải giữ cái quy điều của đạo lực của Chúa ra đó, mới là gọi là con chiên của Chúa đó. Cũng có giới luật, chứ đâu phải nói chuyện trơn lưu không có giới luật gì hết. Chư Phật ba đời liều tam thế Phật pháp giới di căn bản. Chư Phật ba đời liều lấy giới luật làm căn bản, là giới luật là cái hàng rào ngăn tội ngăn lỗi cho mình, đừng có bướng bỉnh, đừng có bừa bãi, đừng có nhu nhược, đừng có lôi thôi, đừng có lơ là, nằm trong cái khuôn khổ đó, quy điều và giới luật. Mà thời kỳ này thầy cũng trả lời những cái bậc là học giả, những cái bậc cao đồ đó, cái cô này mẫu chuyện kể người cán bộ nói, anh Tư à, anh mở đạo lập đạo sao tôi thấy tín đồ anh chưa làm được cái gì hết trơn. Rồi theo quý vị trả lời sao, thầy cô nói dứt chưa tôi sẽ nói tiếp, là cũng chưa biết được và chưa biết không. À, thầy trả lời bây giờ tôi ra cái giáo điều quy lực là cái khuôn khổ hàng rào, tín đồ tôi đứng trong cái hàng rào khuôn khổ của đạo lực đạo giáo, thì lâu lâu tôi hé chút cho thấy bên ngoài, lâu lâu hé cái nữa cho thấy nhiều, rồi cuối cùng tôi dỡ cái hàng rào ra thì người thiệt tu thiệt theo đạo rồi không bao giờ bước chân ra, đứng trong khuôn khổ. Thì nhiều mẫu chuyện có kể hồi đó là thời kỳ còn chiến tranh đó, thì hỏi ở đây bổn đạo ai theo thầy, giơ tay lên hết, con theo thầy, con theo thầy. Cuối cùng có cái chuyện xảy ra là chiến tranh là bơm dội rồi bỏ chạy trơn, chỉ còn mà cái nhu ở lại. Thầy hỏi sao không chạy theo người ta,
con theo thầy rồi thầy đâu con đó. Vậy đó, nhất quyết là theo thầy rồi không có đổi chí hướng, dù chết dù sống cách nào thế mấy nữa cũng không bỏ thầy bỏ đạo. Đó là một mực trước sau như một, không thay đổi ý chí của mình, đã có cái đức tin tín ngưỡng rồi, tôn thờ đạo. Còn một giai đoạn nữa là thầy nói là bại rồi thành lại nên tuồng, thầy trở về để bắt đầu cũng có một cuộc người ta tỉnh giác nữa. Rồi qua cái đó thầy nó đóng lại, chư thần không có còn ai để đăng ký, không còn ai để cải sửa nữa, hết rồi, hết hạn thầy về đó, chư thần mới nạp danh sách vớt một cấp kỳ chót đó nữa đó. Mà không có đó là kể như rồi, lút lút luôn rồi, đừng mong. Trễ hội này ngàn năm có kiếm, không gặp thầy cứu độ sao nên. Có cái gì diễm phúc bằng, mình sinh ra thời kỳ này được gặp Phật, gặp thầy. Hồi xưa đó Đức Thế Tôn cũng có nói là khó sanh làm người, khó nghe được Phật Pháp. Nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Mà mình đã được hai cái dự kiện, đã được gặp Phật, gặp thầy, đã được nghe Pháp, thì mình đủ cái dự kiện rồi, không chịu tu là do nơi mình, chứ chẳng phải cái chuyện khó khăn hay xa vời. Đạo thì khó mặc dầu, nhưng mà có khó mới có khôn, khôn thì tỉnh khó, biết được rồi không có khó nữa. Biết được cái đó là như vậy, vậy đó mình sửa đổi, mình tránh xa, người ta không biết. Thế cho nên là nó biết chứ chưa có biết là không có thi hành, tức là không biết. Làm sai, làm quấy, làm tội lỗi mà không biết sửa, không biết tránh xa, người ta biết. Kêu gọi cái việc đó nó lỗi phạm với đạo giáo, thì tôi đâu có chịu làm những cái hình thức đó, thì tôi biết được. Thế cho nên tôi tránh xa, phạm với cái điều giới luật 8 điều đang cấm. Đạo giáo cách ăn thói ở như thế nào thì ai nấy cũng đều biết hết rồi, chẳng nói xa vời. Nói trước mắt mình, sự hành động của mình hằng ngày, mình lọc lừa thì được nước trong, bỏ hết riết dần dần cũng như là lóng cái lưu nước rồi, lắc cỡ mấy không có cặn, còn lóng không sạch còn chút rồi bắt đầu nhúc nhích trở dưới cặn cáo nó nổi lên, lấy bùn đổ vô là mình làm tật làm sái đó, lấy bùn đổ vô nước đang lóng, chứ đâu có gì khác hơn xa vời. Theo cái ý tôi là cái cảm nhận và cái sọc học hiểu về cái sở đắc của tôi có bao nhiêu để trao đổi cùng quý vị, nhắn nhủ quý vị hãy cố gắng hăng hái tinh tấn siêng năng, thì nhất định là một ngày nào đó mình sẽ được sum họp với nhau và Đức Thầy cho biết ngày vui tươi gần đà lố bóng, có sao đời còn mãi xa xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngày lập hội Tây Rinh nhìn Quế, để chung cùng một tiệc quỳnh thương nữa, ban thưởng cho mình. Đến khi đó là trao thân mận rạng danh hiếu đệ, thầy mừng lắm. Tín đồ chúc mừng trần thế con người chân tu, thầy mừng. Đến đó ta mới vui cười, nhìn xem Ngọc Đế giữa trời định phân. Thầy lãnh cái sứ mạng, nhưng thầy giáo mà dạy học trò nó đắt đậu mua hết cái trường luôn, bởi vì đâu có dạy khó khăn gì đâu, hành xử đạo nhân như vậy thầy chỉ sao, dạy sao nhắc điều gì nhớ hết, ai nấy cũng đều biết hết trong cái môi trường đạo đức. Tin chắc quý vị sẽ cùng nhau tương hội gặp gỡ. Tôi vắn tắt có bấy nhiêu lời, cố gắng tinh tấn tu hành, siêng năng trao dồi thời khóa công phu thúc liễm, và học hiểu giáo lý kinh kệ của thầy, để mà lo lắng trên cái
cái cuộc đời hành đạo của mình mới thành đạt kết quả được, chứ đừng lơ là lôi thôi hay chảnh mãn lưỡng cận cận là chung cuộc rồi là lưng trần chẳng chịu tiền qua lưng trần đó. Chính nè, đến việc non đòi khó vô, nó dễ mà khó. Quay đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm, trở lại cái mục đó là chính yếu hết. Thôi xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.